Hư vô cao thiên. Nơi tầng hư vô cao thiên có chư vị tiếp dẫn Phật, là vị Phật tiếp xúc, dẫn độ để hóa duyên cho chúng sinh được biết đến đạo Pháp, đi theo đúng chánh Pháp. Phổ tế Phật, là vị Phật phổ truyền đạo Pháp, đem đạo Pháp đến các nơi mà chúng sinh còn u mê, phiền não, thiếu ánh sáng chân thật của từ bi hòa ái. Tây quy Phật, là vị Phật chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh. Các cõi khác nhau trong tứ đại bộ châu, hồi hướng và cõi Tây Ngưu Hóa Châu Thiện Lương là hướng của cõi Tây Phương Cực Lạc nơi thượng giới. Tuyển kinh Phật, là vị Phật có trách nhiệm lựa chọn ra những bản kinh sách phù hợp với văn hóa dân tộc, vùng miền, trình độ tinh tấn, tu tập của chúng sinh mà phổ truyền kinh điển dạy đời học đạo. Vị ấy cũng có trách nhiệm lựa chọn ra những bản kinh sách đúng với lễ đạo tự nhiên do các hành giả đã sáng tác, biên tập, ghi chép lại thành kinh. Bản nào không phù hợp với lễ đạo thì không được xem là chân kinh vậy. Tế Pháp Phật, là vị Phật đem huyền vi màu nhiệm của các Pháp chân thật để cứu độ chúng sinh, dạy cho chúng sinh biết phương thức tu tâm dưỡng tánh, thực hành các điều chân thật thiện lành mà thoát khỏi u mê vô minh. Chiếu duyên Phật, là vị Phật độ duyên cho chúng sinh được quán chiếu, nhìn thấu nhân duyên nghiệp quả của nhiều đời nhiều kiếp khác nhau, nhất là các đời hiện tại của chúng sinh ấy. Phong vị Phật, là vị Phật chứng quả cho chúng sinh khi họ đã tu tập nghiêm túc, tinh tấn. Tùy theo mức độ tinh tấn, giác ngộ, thiện hành của chúng sinh mà vị ấy minh chứng cho chúng sinh ấy đạt được quả vị an lạc, tương ứng với các hành tàng của mình trên bước đường tinh tấn về với cội đạo. Hội chân Phật, là vị Phật thường xuyên mở ra những pháp hội quy tụ chư linh về nơi ấy để nghe thuyết giảng những điều chân thật, giúp chúng sinh hiểu được lẽ chân thật của huyền vi đạo Pháp. Nhiên đăng cổ Phật, là vị Phật có từ thời hỗn nguyên khi thiên địa hình thành. Ngài là một hóa thân của khối ánh sáng thái cực trọn lành, vô lượng quang toàn giác, toàn năng. Nhiên đăng có nghĩa là ngọn đèn trí tuệ, ánh sáng thiên nhiên soi sáng khắp tam giới. Ngài là vị trưởng quản nơi tầng hư vô cao thiên